Vâng, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh bán hàng chơi dụng cụ và đồ nghề nhập vải. Hôm nay mình lên clip giao bếp ha. Đó, thì cũng như mọi khi xin nhắc lại với các anh em ha, sơ qua các hình thức giao dịch ship code và chuyển khoản. Anh em là chuyển khoản thì bao ship, còn anh em là ship code thì mua hai mã cũng được bao ship luôn. Đó, còn mua anh em là nếu mua số lượng nhiều thì có thể là mình sẽ thương lượng giá lại một chút xíu ha. Đó, thì anh em một số anh em tại cũng có thể mua đi bán lại nữa ha. Đó, rồi thì những cái mã nào còn em sẽ cập nhật liên tục trên tiêu đề clip anh em trước khi nhắn tin hỏi mình ấy, vui lòng xem lại cái mã đó là còn không nha. Rồi clip hôm nay là mã số 94 nha. Đó, rồi đầu tiên đi mã số 1. Mã số 1 là một cây Nakiri, chiều dài lưỡi là 16.5, bản là 5.5 nha. Cây này thì nó còn mới ha, chữ ha, chữ ha. Bản cây này thì nó còn mới cho nên các bạn nó còn đầy đủ ha. Rồi cây số 1 này giá của nó là 280.000 nha. Giá là 280. Test cách cái báo cho anh em xem ha. Nó hơi gió. Nó hơi gió ha. Rồi 91 kịch 4 mình bán giá 280 nha. 91 kịch 1 ha, 91 kịch 2. Đó là một cây Nakiri của Saki. Thép 3 lớp ha, thép 3 lớp. Con này thì nó hơi rỉ xíu nhưng mà không sao ha, xài vẫn được. Nó không bị đẩy vô cái lõi. Đó, của Saki. Chiều dài lưỡi là 16.5 bản 5 và nó dày là 3 ly mỏng dần đó nha, hàng thủ công. Đó, cán là khâu nhựa nha. Cái này bán giá là 250 nha. Đó, 250. 91 gạch 2, 94 gạch 2. 94 gạch 3, đó là một cây Nakiri. Chiều dài lưỡi là 16.5 bản 5.2, con này thì nó còn mới ha. Đó, mấy con này là form dao nó còn đầy đủ, nó chưa bị mất. Đó, con này bán giá là 280 nha. 93 gạch 94 gạch 3. Đó, mấy cái này xài thì nó khá là bền, rất là bén ha. Rồi 94 gạch 3 280 chữ ha anh em. Tiếp theo là 94 gạch 4 ha. Đó là một cây Nakiri. Cây này hình như cũng của Saki luôn là phải, chữ nè anh em. Chữ ha, chữ thủ công. Con này thì hàng thủ công ha, thép 3 lớp, chiều dài lưỡi là 14.5, bản 5.2 và lá dày là 3.5 ly. Đó, con này cái dạng dao này, nó cái form dao nó cũng rất là cứng ha, nó cứng cáp, thép 3 lớp ha. Mấy cái này mình đã xử lý hết kháng rỉ cho anh em xài, hạn chế rỉ ha. Đó, rồi cái này bán giá là 280, 94 gạch 4 nha. 94 gạch 5. Đó là một cây Santoku, cây Nakiri ha. Cây này thì không biết có phải loại giấy xanh không, nhưng mà thấy có dập chữ này giống giấy xanh ha. Đó. Cây này thì cái form dao nó rất là dày nha anh em. Đó, anh em nhìn này, rất là cứng cáp cây này. Lưỡi nó cũng khá là dài ha, lưỡi 16.5 bản 5 và nó dày là 5 ly. Đó, nó dày 5 ly ha, mỏng dần ra tới đây. Nhưng mà cái tới đây của nó không phải là 1 ly mà tới đây nó ra tới gần 2 ly lận ha. Đó, cho nên con dao này anh em cầm cảm giác rất là nặng. Thép 3 lớp nha, thép 3 lớp. Cán trong đây thì nó hơi mục cái xíu cho nên nếu anh em cần thì có thể về đổ keo vô ha. Đó, cây này thì nói chung là rất là nặng. Rồi, 94 gạch 5. 500 nha, anh em coi chữ lại kỹ ha. Đó, chữ khắc thủ công ha. Rồi, 94 gạch 6. Đó là một cây Nakiri của Aritsugu. Ha, đó, của hãng Aritsugu ha. Hãng Aritsugu này thì nói chung là hàng dao của nó thì cái thép của nó rất là tốt ha. Con này thép 3 lớp, chiều dài lưỡi là 16.5, bản 5.2 và nó dày là 5 ly, mỏng dần ra nha, khâu là khâu đồng. Thép 3 lớp ha, hàng của Aritsugu nói chung là thương hiệu nó thì mạnh rồi. Rồi, 94 gạch 6, 600. Cái hàng này, cái cây này thì nó mỏng, nó dày lắm nha anh em. Nó ra tới đây nhưng mà cái chất thép của nó rất là tốt ha, cho nên anh em bẻ nó khó cong.
94-7 là một cây nagiri, chiều dài lưỡi là 16.5 bản 4.5 và nó dày là 5 ly mỏng dần nha nha. Đó, 5 ly mỏng dần. Chữ ha anh em. Ba lớp ha. Khâu là khâu nhựa. Rồi con này bán giá là 300 nha. Tiếp theo là một con nakiri, chiều dài lưỡi là 17.5 bản 17 ha, lưỡi 17 bản 5.5 và nó dày là 4 ly nha. Con này chữ ha. Đó. Con này thép 3 lớp, hàng thủ công ha. Bản nó cũng khá là lớn đấy, bản con này tới 5.5 lận. Con này sao kỳ vậy ta? Con này để mài lại cho anh em ha. Nó hơi vấp tí xíu. Cắt giấy dày thì vô tư, nhưng mà cắt báo thì nó nhiều cái mà mài mà nó hơi, chỉ cần nó hơi không kỹ một tí xíu thôi là nó đó. Con này nó mài nó chưa đều xíu ha. Rồi 94-8 350, này để mài lại ha. 94-9 đó là một cây nakiri, hàng thủ công của Seki. Cái này thì lõi thép giấy xanh ha, ba lớp mà lõi thép giấy xanh. Đây có dập chữ giấy xanh ha. Đó, khâu là khâu sừng nha. Đó, chiều dài lưỡi là 16.5 bản 4.8, ở đây 4.8 mỏng dần, ở đây tới 4 ha. Đó, những ở đường ở trên đây là những đường vân múa của nó vẫn còn ha. Hàng thủ công nguyên bản của nó thì nó như cái kiểu nó giống như vậy nè. Khâu là khâu sừng nguyên bản nha. Chữ ha nè. Rồi con này bán giá 780 nha. 94-9. 94-10 đó là một con nakiri khá đặc biệt, ba lớp thàng thủ công nhưng mà lõi thép là thép thủy điện nha. Thường mình chỉ gặp mấy hoa anh đào hoặc là mấy cái Mizuno hay đồ gì đó thì nó hay sử dụng thép hoặc Kia đồ gì đó. Còn cái cây này thì nó lại của hãng gì thì mình không rành. Đây chữ đây ha, ba lớp lõi là lõi thép thủy điện ha. Lõi thép thủy điện thì anh em xài, anh em cắt đó thì nó rất là ngọt ha, nó giữ bén cũng rất là lâu. Đó. Mà nó dập chữ thép thủy điện luôn ha. Đó, anh em nhìn ha. Chữ. Rồi con này chiều dài lưỡi là 16.5 bản 5 và nó dày là 5 ly mỏng dần đó nha. Đó, 5 ly mỏng dần, khâu là khâu nhựa ha. Đó, 94-10 600. 94-11, chiều dài lưỡi là 16.5 bản 5.5 và nó dày là 4 ly. Con này hàng thủ công nha, 4 ly mỏng dần. Chữ ha. Con này thì cái cán của nó hơi bị hư ha, cho nên anh em về có cán thì thay nhẹ vô cái thì xài ha. Khâu của nó còn xài được, chỉ là cái cán thôi, cán của nó tét à. Chữ ha nè. Thép 3 lớp ha. Rồi con này bán giá 250 nha, 94-11. Rồi 94-12, mình một con nakiri của Nasu ha, hãng Nasu cũng là một hãng thương hiệu, nó cũng uy tín ở bên Nhật. Chiều dài lưỡi là 18 bản 5.5 và một dài 4 ha. Con này chiều dài và bản nó rất là lớn. Đó. Nhưng mà cái cán của nó thì nó hơi bị mục cái xíu ha. Đó. Nhưng mà anh em để xài luôn cũng được không sao, hoặc là anh em thích có thể thay cán khác vô. Cán mới thì như nó tầm 35-40.000 cái. Rồi con này bán giá 450 nha, 94-12. Chữ anh em, hãng Nasu ha. Đó. Hơi gió. 94-12, 450. 94-13 là một con nakiri cũng của Nasu luôn. Con này thì rất tiếc ở chỗ là lưỡi nó bị lứt ha, lưỡi nó bị lứt nhẹ lên đây tí xíu. Anh em xài thì vẫn ok, không bị ảnh hưởng gì ha. Nhưng mà nói chung là xài thì không vấn đề, nhưng mà nhiều khi anh em mua bán lại thì nó nhiều khi nó hơi khó xíu thôi. Nhưng mà xài thì cũng bình thường. Con này nếu mà nó không có lứt thì giá nó cao ha. Đó, lứt nhẹ xíu ở trên đây thôi. Cho nên em xài nó cũng không vấn tư, không bị ảnh hưởng ha. Mài nó vẫn bén bình thường chỗ đó ha.
Chiều dài lưỡi là 16.5, bản 5.2 và nó dày là 4 ly. Con này mỏng dần đó ha. Hàng là thủ công. Chữ ha. Rồi, 94-13, 320. 94-14 nó là một con Nagiri khá dày, chiều dài lưỡi là 16 bản 5.2 và nó dày là 6 ly mộng dần nha. Con này thì nó ra tới đây nó còn 2 ly nữa, cho nên con này rất là nặng. Hàng 3 lớp ha. Hãng này nha. Con này thì nhìn còn tương đối mới ha. Rồi, 94-14, 500. 94-15, đó là một con Santuco, loại thép giấy xanh, 3 lớp loại thép giấy xanh ha. Đó, chữ giấy xanh nè. Dập nguyên chữ giấy xanh ha. Đó. Của hãng gì thì không rành, nhưng mà trên đây những cái sớ dao của nó là hình hình hoa vân hoa ha. Đó. Những cái đường sớ dao ở trên đây là nó là cái đường dạng dập giống như là cái đường sợi dệt vải vậy đó. Cái này thép 3 lớp ha. Loại thép giấy xanh. Đó. Rồi cái này bán giá là 6.8 nha, chiều dài lưỡi là 16.8, bản 4.5, dài là 5 ly, mộng dần ha. Rồi xuống tới dòng dưới này, đề 3 ha, đề 3 thì nó nặng lắm. Đi mua nhiều khi 1 triệu 1 ký mà 3 cây hết mã là 1 ký rồi. Nó rất là nặng ha. Rồi, chiều dài lưỡi là 16.5, bản 5 và nó dài là 9 ly, mộng dần ha. Con này thì chữ này ha, chữ khắc thủ công nó đẹp. Mặt cứng sau thì nó nói chung là đã xử lý ha, nó không bị rỗ ha. Khâu inox. Hơi gió thì ra cắt ha. Hơi gió cắt nó khó ha. Rồi 594-16 ha. Con này rất là nặng, dày 9 ly nè. Lưỡi của nó là 16.5 ha. Rồi tiếp theo là một con đề 3. Con đề 3 khá là mới, chiều dài lưỡi là 16.5, 16.7, bản 5 và nó dày là 9 ly. Đó. Chữ ha anh em. Mặt sau không bị rỗ ha. Không nhựa. Rồi con này bán giá là 550 nha. Rồi 94-17, 550. 94-18, đó là một con đề 3. Chiều dài lưỡi là 15.5, bản 4.8 và lá dày là 8.5 ly. Con này gần 9 ly luôn, khâu inox ha. Mặt sau ha nè. Chữ nè. Khâu inox ha. Con này bán giá là 450 nha, 94-18. À. 94-19 ha. Đó là một con đề 3 luôn, chiều dài lưỡi là 15.5, bản 5 và lá dày là 8.5 ly, mộng dần ha. Chữ khắc thủ công rất là nhiều ha. Khâu inox ha. Chữ trên cán luôn. Gió quá. Bán ha, 94-19, 450. 94-20. Đó là một con đề 3, chiều dài lưỡi là 16.5, bản 5 và lá dày là 7 ly. Con này thì nó còn mới tinh rồi anh em. Đó. Chỉ tội nó hơi mỏng hơn một tí xíu thôi. Đó. Thép mặt sau mặt trước mình hỏi ha. Mấy con đề 3 này hầu như mình đã nói chung là mình đã xử lý hết cho anh em này ha. Về xài nó hạn chế nó rỉ rất là nhiều. Nên anh em đừng có lo ha.
402 94 gạch 20, 94 gạch 21. Đó là một con đề ba. Con này lưỡi khá là dài, chiều dài lưỡi tới 16.5 ha. Bản của nó tới 5.5 và nó dài là 9 ly mỏng dần ha. Mấy cái này thì nó hơi đen đen, mình đã chà cho rất là ấy ha. Mình đã chà đi nó còn hơi đen đen tí xíu thôi. Mình xài thời gian thì nó nói chung là nó sẽ ra cái màu, nó tiệp màu đi ha. Đó. Chữ khắc của công. Cái hãng này mình nhớ không lầm, cái hãng này cũng nói chung là dao nó cũng tốt lắm nha. Đó. Rồi con này bán giá 450 nha nè. Khá là dày ha. Gió quá nó cắt nó không có đều, nó cứ nhảy giấy hoài. Rồi 94 gạch 21 ra 450. 94 gạch 22 đó là một con Usuba, chiều dài lưỡi của nó là 16.5 bản 4.2 và nó dày là 4 ly nha. Con này khâu sừng. Ha, con này khâu sừng ha. Còn nguyên bản sừng của nó không bị dập cấn gì hết ha. Usuba. Rồi con này bán giá 520 ha. Con này nhìn còn khá là mới. Rồi. 94 gạch 22 520. 94 gạch 23 là một con Usuba, chiều dài lưỡi là 16.8 bản 4.5 và nó dày là 4 ly nha, mỏng dần. Đó. Usuba thì nói chung là cái dáng dao nó cứng ha. Đó, chữ khắc thủ công này nè. Rồi cái này bán giá là 450 nha. 450. 94 gạch 23 nha. Rồi, 94 gạch 23, 450. 94 gạch 24 nó là một con Usuba. Con này của Sakai, chiều dài lưỡi là 14, bản 4 và nó dày là 3 ly ha. Con này thì nhìn nó còn mới này. Cái mặt sau của nó thì nó nhìn cái màu này là màu kháng rỉ nhanh nha. Chữ ha. Rồi, con này bán giá là 350 nha. 94 gạch 24. Rồi 94 gạch 25, đó là một con Yanagiba khâu sừng, chiều dài lưỡi là 23, bản 3 và lá dày là 4 ly. Con này thì anh em nhìn này, chữ mặt sau đây ha. Mặt sau nhìn hơi nám nám mà thôi chứ không bị rỗ gì trên nha anh em. Không bị rỗ ha. Đó, cái phòng dao nó còn nguyên này. Đó. Khâu sừng ha. Khâu sừng không bị dán gặm luôn nha. Đó, tem trên cán cán vẫn còn. Rồi con này bán giá 600. 94 gạch 25. 94 gạch 26 là một con Yanagiba, chiều dài lưỡi là 20, bản 3 và nó dày là 3 ly nha. Con này thì nhìn nó còn mới nè. Đó, trắng tinh ha. Chữ ha nè. Con này bán giá là 350 nha. Đó, 94 gạch 26 350. 94 gạch 27 đó là một con Nakiri, con Yanagiba của Kia nha. Hãng Kia là hãng thương hiệu nó rất là nổi tiếng nha. Chiều dài lưỡi là 19, bản 19.8 gần 20 ha, bản 3 và nó dày là 3 ly của hãng Kia. Mặt sau thì nó hơi nám đen thôi chứ không bị rỗ nha anh em. Đó. Xài thời gian là nó hết thôi. Mấy cây này mình đã xử lý cho anh em hết rồi ha. Cho nên nó không có bị rỉ. Hạn chế bị rỉ. Đó. 94 gạch 27 450. 94 gạch 28 đó là một cây của Ebro, lưỡi của nó là chiều dài lưỡi là 23, bản 5 và nó dây là 5 ly nha. Con này thì nói chung là thái thịt bò hay đồ gì ok, thép không rỉ nha, của hãng Ebro Molybdenum gì đó. Cây này thì giá mới nó tầm khoảng 2 triệu mấy ha, khoảng 2 triệu mấy. Cây này thì dáng cũng còn mới thôi. Rồi cái này 94 gạch 28 mình bán giá là 430 nha. 94 gạch 29 đó là một cây của hãng Kiko Hero. Đó anh em nhìn nè, trên cây có chữ Kiko Hero ha. MCK 27 270. Đó, thép không rỉ ha. Lưỡi 27 rất là dài ha. Bản nó cũng to nè. Chiều dài lưỡi là 26 bản 5 và nó dài là 5 ly nha. Đó. Chữ nó có mờ mờ trên đây ha. Anh em nó hơi khó nhìn tí xíu.
Rồi 94 gạch 29 550 ha. Con này thì nó hơi bị nặng đó nha anh em. Con này thì nó lưỡi tới 27 rất là dài ha. Rồi 94 gạch 30 này. Đó là một con Usuba. Con này là hàng thủ công của Tosa. Chiều dài lưỡi là 17.5, bản 4.8 và nó dài là 3,5 ly. Đó, chữ hàng thủ công đây anh em. Chữ ha. Mặt sau thì không bị rỗ ha, rất là đẹp. Lưỡi thì dài, bản cũng còn tương đối lớn ha. Đó, 450. 94 gạch 30. 94 gạch 31, đó là một con thép carbon. Thép này chuyên thái thịt bò ha, thịt sống là nó là vô đối. Chiều dài lưỡi là 18, bản 4.5 và nó dài là 2 ly ha. Khâu là khâu đúc liền ha. Khâu đúc liền ha, cán gỗ, đó chữ ha. Chuyên thái thịt sống nha anh em. Thái rau thì nó hơi bị rỉ. Rồi, 320, 94 gạch 31. 94 gạch 32, đó là ba combo 3 cây 500 nha. Đó, là một cây giấy xanh, một cây đề ba mini với lại một cây Usuba khâu sừng. Đó, ba cây này giá 500 000 nha. Rồi để mình đo thông số chi tiết từng cây ha. Rồi, một con đề ba hai mặt nha, thép giấy xanh của Tosa này. Chia dài lưỡi là 10.5. Bản của nó là 3.5 nha. Đó. Đề ba hai mặt ha, Tosa. Rồi tiếp hai là một con khâu sừng. Chiều dài lưỡi là 10.11. Bản của nó là 3.5. Đó. Nó dài tầm 3 ly ha, chữ đây nha. Đó. Khâu sừng, sừng nó bị tét nha anh em, sừng nó bị tét ở đây ha. Rồi con thứ ba là con đề ba mini, chiều dài lưỡi là 10.11, 10.5. Bản của nó là 3.7 ha. Đó. Chữ hay anh em của Sakai ha. Đó. Rồi ba cây này mình bán giá là ba cây này bán giá là 300 500 nha. Rồi thì clip này tới đây của mình xin hết ha. Anh em nào chốt mã nào vui lòng nhắn tin điện thoại hoặc điện thoại về số điện thoại có để trên tiêu đề clip. Những cái mã nào, những cái mã đã bán em cập nhật thường xuyên ha, thì anh em nào theo dõi giúp em ha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại các anh em trong các clip tiếp theo.